Hello, xin chào anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Sản phẩm lên sóng review tuần này sẽ là chiếc Olight OLED Night Tour. Đây là một sản phẩm rất là mới của Olight, mới về cả thời gian ra mắt và mới về cả ngôn ngữ thiết kế cũng như công năng của nó. Tiếp sau sự ra mắt của đèn làm việc Swivel và một cái đèn đa năng gọi là Overt, thì hôm nay Olight lại tiếp tục cho ra mắt thêm một cái dòng sản phẩm mới nữa. Không phải là đèn EDC, cũng không phải là đèn pin chiến thuật, mà là một chiếc đèn bàn. Nhìn từ bao bì thì anh em có thể thấy đây là một chiếc đèn được đứng trên bề mặt phẳng, có cấu tạo gồm một cái dải led ở trên thân đèn đây và một cái đầu đèn như hãng quảng cáo là có thể tháo rời. Chúng ta sẽ cùng nhau unbox cái đèn này nha. Hiện tại thì anh em cũng có thể để ý thấy là gần đây có rất là nhiều những cái hội nhóm với những cái phong trào như là cải tạo và setup lại cái góc làm việc của mình theo những cái chủ đề khác nhau, ví dụ như là chủ đề về tối giản, hiện đại hoặc là không gian xanh, hoặc là theo một số cái chủ đề của phim ảnh hoặc là truyện tranh nào đó. Nhất là trong cái thời điểm gần đây thì cái phong trào work from home nó cũng trở nên rất là nổi tiếng rồi, và đặc biệt là những anh em nào làm trong cái giới sáng tạo, ví dụ như là dựng phim nè, hoặc là design, trading, code, thì rất là hay chú trọng đến cái việc chăm chút cái góc làm việc của mình. Và đó cũng chính là lý do mà Olight họ cho ra đời cái đèn Olight Night Tour này. Bộ sản phẩm đèn này thì được đóng gói trong một cái hộp giấy với tông màu chủ đạo là màu trắng, rất là quen thuộc của Olight. Các thành phần thiết kế thì mình thấy nó rất là hài hòa và trực quan. Bên ngoài hộp thì chúng ta có ảnh hình ảnh thật của cái đèn và một vài cái lời giới thiệu ngắn gọn thôi, nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Đây anh em có thể thấy Transform your home vibes. Dòng bên dưới thì là Colorful, Convertible, Rechargeable LED lamp. Nói chung cái dòng giới thiệu này nó đã mô tả hầu như tất cả những cái điểm đặc biệt của cái cây đèn này rồi. Mình rất là hay để ý về những cái chi tiết thiết kế như thế này, bởi vì mình là dân copywriter và trước đây mình cũng hay làm việc với những cái team như team design á. Thì cái việc mà chắt lọc cái nội dung bằng chữ để lựa ra những cái thành phần cuối cùng đưa lên banner hoặc là bao bì á, đó là một cái việc nó tốn rất là nhiều công sức và thời gian cũng như là chất xám. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong cái đèn này có gì. Đây là cái hộp phụ kiện, sách hướng dẫn và những cái lời cảm ơn rất là quen thuộc của Olight. Đây là khu vực của cái đầu đèn này. Và đây là thân đèn chúng ta. Anh em có thể thấy các chi tiết ở trên cái đèn này nó rất là tinh xảo, nó là công tắc. Và đây là cái dải led lúc nãy mình có nói đến. Ở bên trong này nó sẽ là tổ hợp của 24 bóng led, trong đó 12 bóng led là nó sẽ chiếu ra cái ánh sáng màu trắng vàng, còn 12 bóng led còn lại là led RGB, tức là nó sẽ chuyển động được trong dải 256 màu kết hợp giữa ba màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Đây là cái đầu đèn. Đây là cái đầu đèn rời của chúng ta, sạc đuôi 500 và thấu kính. Cái đầu đèn này thì nó có thể chuyển động được một góc là 90 độ, và chúng ta gắn cái đầu đèn lên trên này, nó cố định bằng cơ chế 500. Cái phần đuôi đèn này nó có hít cái bề mặt, chết mẹ rồi, nó dính luôn. Rất là hay anh em. Chi tiết này mình không hề thấy nói tới khi mà mình đọc trước những cái mô tả của sản phẩm ở trên website. Rất là hay. Nó cố định cái đèn này rất là chắc với cái mặt phẳng. Rất là chắc. Rung cái bàn luôn. Rồi, ngoài thân đèn và cái đầu đèn thì chúng ta còn có thêm một số cái phụ kiện nữa. Đây chúng ta có một cái sợi cáp. Cáp này là cáp AC, tức là một đầu là USB A,
và một đầu là USB-C. Cáp rất là xịn sò. À, sờ vô bề mặt cao su nó giống như những cái món đồ phụ kiện công nghệ cao cấp, chứ nó không hề ọp ẹp như những cái hãng đèn pin trôi nổi trên thị trường. Ngay cả cái dây cao su mà để cố định cái dây cáp nó cũng có logo của hãng luôn. Và đây chúng ta có thêm sách hướng dẫn sử dụng. Và đây là Olam Nitro. Rồi theo như hướng dẫn của nhà sản xuất thì để mà kích hoạt cái đèn này lên thì chúng ta sẽ phải cắm cái dây sạc nó vào. Rồi ở đây mình sẽ thấy có một cái đèn nó chớp lên, nó báo hiệu là đèn đã hoạt động. Thì như mình đã giới thiệu thì anh em có thể thấy là chiếc đèn này ở trên thân đèn nó sẽ là một cái dải led và tỏa sáng xung quanh như thế này. Người ta gọi đó là kiểu đèn là lantern. Và ở đây nó có 12 bóng led, nó nhận cái nhiệm vụ đó là sáng cái ánh sáng màu trắng vàng như thế này. Và 12 cái bóng led còn lại nó sẽ sáng xung quanh cái dải RGB 256 màu như thế này. Và nó có rất nhiều chế độ nha. Lát nữa thì mình sẽ đi vào phần giao diện sử dụng và mình sẽ hướng dẫn cũng như giới thiệu với anh em những cái mức sáng cũng như độ sáng của nó. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái đèn và nó có thể chỉnh sáng vô cấp nha anh em, rất là tiện. Và cái đèn này nó có thể tháo rời ra được. Đây. Nó giúp cho anh em có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta đang ngồi làm việc mà chúng ta bị rơi đồ đạc xuống dưới gầm bàn, hoặc là anh em đã bao giờ mà cứ phải lần mò những cổng USB, những cái cổng kết nối mà chúng ta phải lần mò trong bóng tối để tìm cái điểm cắm không? Đây là một cái giải pháp cho anh em, rất là linh hoạt luôn. Đầu đèn này thì nó có khả năng điều chỉnh ánh sáng từ 1 cho tới 90 lumens. Cái thấu kính của nó rất là đặc biệt. Đây anh em có thể thấy, ngoài cái việc mà nó thiết kế thụt vào bên trong như thế này nè, thì cái thấu kính này nó cũng giúp cho ánh sáng nó đi ra một cách rất là có định hướng. Cho nên khi mà anh em ngồi làm việc á, chúng ta sẽ không có bị chói mắt. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn và một cái chi tiết thiết kế rất là có dụng ý của hãng. Rồi, tiếp theo là đến phần thông số kỹ thuật, mình sẽ để trên màn hình nha. Mình sẽ nói thêm một chút về pin. Pin của cái phần thân đèn này thì nó có thể sử dụng được tối đa 31 giờ tại mức sáng 8 lumens và nó mất 4,5 giờ để sạc đầy. Nó có đèn báo tình trạng sạc ở bên dưới đây. Khi mà màu đỏ tức là đang sạc và màu xanh lá cây tức là đèn đã được sạc đầy. Phần đầu đèn thì nó được tích hợp pin có dung lượng là 100 mAh. Nó chỉ mất 30 phút để sạc đầy thôi, nhưng mà nó có thể hoạt động được tới hơn 10 tiếng ở cái mức sáng 1 lumens. Đây là một cái mức sáng lý tưởng để anh em có thể làm đèn ngủ. Cái đầu đèn này nó cũng được tích hợp cái đèn báo tình trạng pin, nhưng mà nó nằm ở cái phần thân đèn nha anh em, chứ nó không có nằm ở trên cái phần đầu đèn rời đó. Cái đèn này nó sẽ chuyển sang màu đỏ khi mà pin của cái đầu đèn này còn dưới 10% và nó sẽ tự động tắt sau khi mà cái đèn này nó đã được sạc trên 10%. Chúng ta cùng đến với hiệu suất hoạt động của cây đèn này. Các mức sáng và thời lượng tại các mức sáng của thân đèn và đầu đèn thì nó sẽ được mô tả ở trong bảng runtime ở dưới đây. Nói chung thì mình khá là thích khả năng điều chỉnh ánh sáng vô cấp của cái đèn này. Điều chỉnh vô cấp thì nói chung là anh em sẽ không cần phải suy nghĩ đắn đo xem là ở cái mức sáng nào thì nó mới phù hợp với cái nhu cầu của mình. Ở mức sáng tối đa thì đèn hoàn toàn có thể chiếu sáng rõ các vật thể trong một không gian phòng khoảng 20m². Nói chung vậy là ổn. Có anh em mà có mang nó đi dã ngoại hay sinh hoạt ngoài trời ban đêm á, thì nói chung là nó đủ ánh sáng cho một cái không gian khoảng 2 lều. Cái đèn Olam Nitro này thì nó thiết kế để trên bàn làm việc. Nó có thể cắm dây liên tục cho nên là thời lượng pin của nó cũng không phải là một cái vấn đề nào đó mà nó quá quan trọng đâu. Tuy nhiên thì anh em nếu mà có vấn đề gì mà phải di chuyển đèn á, thì ở mức sáng tối đa và cái chế độ sáng trắng vàng của nó này thì nó vẫn dùng được hơn 4 tiếng. Với mình như vậy thì là quá đủ rồi. Còn ánh sáng màu của nó thì nó lên tới 13 tới 15 tiếng. Anh em nói chung mà mang cái đèn này mà đi quẩy á, thì anh em quẩy hết nhạc hết bìa, ngủ một giấc dậy rồi mà đèn nó vẫn còn sáng nha. Mình sẽ nói đến một số tính năng của cây đèn này. Khi mà anh em cắm sạc á, thì cả phần thân đèn và phần đầu đèn nó đều được sạc cùng lúc nha. Cái cổng sạc từ tính ở trên đầu của
của cây đèn này á, nó có thể tương thích với hầu như là tất cả những loại đèn pin ADC mà sử dụng cái cơ chế sạc qua cổng nam châm của online luôn nha. Nếu như mà anh em nè đang sở hữu những cái cây đèn ví dụ như là Piran 2 nè, hoặc là Warrior Mini, hoặc là M2R Pro gì đó, thì anh em có thể tận dụng cái cây đèn OLAN này để làm một cái sạc chữa cháy cho những cái cây đèn đó. Hoặc là nếu anh em nào đang sử dụng những cái mẫu đèn pin như là Baton 3 hoặc là Opus, thì anh em hoàn toàn có thể gắn nó lên trên cái đầu đèn này để sử dụng đồng thời cùng lúc với nhau, rất là tiện luôn. Anh em thử tưởng tượng xem nếu mà mình đang sử dụng cây Baton 3. Cái đó thì anh em nào mà xem clip review thì cũng đã biết rồi. Nó có một cái cây sạc không dây y như một cái AirPod vậy đó. Thì anh em có thể để cái AirPod đó ở trong túi nè, rồi anh em để cái dây sạc, cái dây cáp sạc của nó trên xe hơi. Rồi lúc nào mà anh em về nhà thì anh em chỉ cần cầm cái đèn đó thôi và gắn nó trên cái đầu đèn này, sử dụng được ba nơi rất là linh hoạt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giao diện sử dụng của cây OLAN Night Tour này. Đầu tiên đó là phần đầu đèn nha. Ở trên đầu đèn này, cái phần đầu đèn này thì chúng ta sẽ điều khiển các mức sáng của nó bằng cái nút ở phía trên này. Để khóa và mở khóa cái đầu đèn này á, thì chúng ta giữ vào trong cái nút điều khiển. Hay là ở trong trạng thái đèn đang tắt, chúng ta sẽ khóa đèn bằng cách giữ vào, đèn nó sẽ chớp lên cái, xong rồi nó tắt đi, để nó cho chúng ta biết đó là đèn đã khóa. Khi mà khóa rồi thì bấm vào thì đèn nó sẽ không có hoạt động. Đây. Để mà mở khóa đầu đèn này thì chúng ta tiếp tục giữ vào trong cái nút điều khiển này 1 giây. Đây, khi mà mở khóa đèn thì đèn nó sẽ sáng ở cái mức sáng yếu như thế này để nó báo cho chúng ta biết là đèn đã sẵn sàng hoạt động. Và để điều chỉnh cái mức sáng của cái đèn này á, thì chúng ta tiếp tục giữ vào cái nút điều khiển này trong trạng thái đèn đang bật. Đây, anh em có thể thấy đèn nó đã tăng đến độ sáng tối đa. Để mà giảm cái mức sáng này lại thì chúng ta nhả tay ra và tiếp tục giữ vào cái nút điều khiển, đèn nó sẽ bắt đầu tối lại đó. Và chúng ta ưng ý ở mức sáng nào thì chúng ta sẽ nhả tay ra ở ngay cái thời điểm đó thôi. Và để bật và tắt đèn thì chúng ta bấm một lần vào trong cái nút điều khiển. Một cái điểm lưu ý đó là cái đầu đèn này riêng một mình nó thì nó sẽ không có một cái nút điều khiển nào hết. Cho nên khi mà đem tháo ra khỏi cái thân đèn rồi á, để mà bật và tắt cái đèn này thì chúng ta sẽ làm một thao tác, đó là lắc cái đèn này hai cái. Mức sáng của cái đầu đèn này khi mà đã tháo ra khỏi cái thân đèn này là bao nhiêu á, thì nó tùy thuộc vào cái mức sáng và cái thời điểm mà anh em lấy nó ra khỏi thân đèn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với giao diện sử dụng của cái dải led ở trên thân đèn đấy. Trên thân đèn này thì nó sẽ có hai nhóm sáng, một là nhóm sáng trắng và hai là nhóm sáng RGB. Tất cả các mức sáng và chế độ sáng đều được điều khiển qua một cái công tắc gạt duy nhất như thế này, và nó có thao tác gạt lên và gạt xuống thôi. Đầu tiên mình sẽ nói về chế độ ánh sáng trắng vàng. Khi đèn đang tắt và đang trong tình trạng mở khóa thì anh em gạt lên và giữ để bật đèn sáng trắng ở mức cao nhất, đó là 60 lumens. Rồi, khi đèn đang tắt và trong tình trạng mở khóa thì anh em gạt xuống và giữ để bật đèn sáng trắng ở mức sáng thấp nhất, đó là 8 lumens. Anh em gạt xuống nhanh để bật đèn tại cái mức sáng mà nó đã tắt trước đó. Đây, cứ gạt xuống là để bật và tắt, và đèn nó sẽ nhớ cái mức sáng cuối cùng. Khi đèn đang bật, anh em gạt xuống nhanh để tắt đèn. Rồi. Khi đèn đang bật, anh em gạt lên và giữ để tăng độ sáng. Đó. Và gạt xuống và giữ để giảm độ sáng. Gạt lên. Gạt xuống. Và tắt đèn. Đối với chế độ ánh sáng màu RGB á, thì khi đèn đang tắt, anh em gạt lên nhanh để có thể truy cập vào chế độ RGB 1. Chế độ RGB 1 này thì nó sẽ luân chuyển các màu sắc liên tục như thế này. Đó. Anh em cũng có thể truy cập nhanh vào cái chế độ này dù cho đèn đang bật hay đang tắt, bằng cách gạt lên nhanh 3 lần. Nó sẽ truy cập vào trong chế độ RGB 1. Rồi anh em gạt lên lần nữa để chuyển qua chế độ RGB 2. Chế độ này thì nó sẽ đó là một cái dải đủ màu như thế này luôn. Chứ nó không phải là chuyển từng màu, mà mỗi lần chuyển là chỉ có một màu trên toàn cái dải bóng led như chế độ RGB 1.
Khi mà anh em đang ở trong chế độ RGB này á, thì anh em gạt nhanh lên 2 lần để ngưng lại, không cho nó chuyển động nữa. Nếu mà RGB 2 nó sẽ ngưng lại như thế này, còn nếu mà RGB 1 á, đó, nó đang chuyển động những các màu như thế này nè, thì anh em gạt lên 2 lần nó sẽ ngưng lại ở ngay cái màu đó và nó sẽ không chuyển nữa. Và cũng tương tự như cái chế độ ánh sáng trắng vàng kia, thì khi đèn đang bật anh em gạt xuống một lần để tắt đèn. Khi mà anh em đang ở bất kỳ cái nhóm sáng nào á, anh em ví dụ như mình đang ở chế độ RGB này mà chúng ta muốn chuyển qua chế độ ánh sáng trắng vàng á, thì chúng ta gạt xuống nhanh 2 lần đây và ngược lại đó. Sẽ chuyển qua chuyển lại giữa hai cái chế độ sáng đó. Tổng kết lại thì đèn này nó có những ưu điểm gì anh em? Đầu tiên đó là thiết kế nó quá đẹp, độc đáo và nó rất là gọn nhẹ. Nó có nhiều tính năng, đa dạng mức sáng. Thời lượng hoạt động của nó khá là ấn tượng ở các mức sáng và nó có nhiều chế độ chiếu sáng khác nhau, cho nên là nó rất là linh hoạt và nó có nhiều ứng dụng, đặc biệt là ở cái dải LED RGB. Chất lượng ánh sáng của chế độ trắng vàng này nó tái hiện chi tiết rất là tốt nè. Nó cho một cái cảm giác rất là dễ chịu và nó không gây mỏi mắt. Một cái ưu điểm nữa mà mình rất là thích ở trên cây đèn này đó là cái khả năng điều chỉnh mức sáng vô cấp. Ngoài ra với những cái ưu điểm đó thì mình cũng thấy nó có một số những cái nhược điểm đây. Đầu tiên đó là cái chế độ sử dụng của nó hơi rắc rối vì nó có quá nhiều chế độ và cái mức sáng, mà đặc biệt là ở phần thân đèn này nó có quá nhiều đi, nhưng mà nó chỉ điều khiển bằng một cái công tắc duy nhất này. Nhiều người thì có thể không cho rằng đây là nhược điểm, nhưng mà đối với cá nhân mình thì đèn nó vẫn còn khá là nhiều không gian, khá là nhiều diện tích, thì tại sao hãng không bố trí thêm một cái nút điều khiển nữa hoặc hai cái nút điều khiển nữa để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn, đúng không? Cái nhược điểm tiếp theo mà mình không thích ở trên cây đèn này đó chính là nó không thể điều chỉnh được cái độ cao của cái đầu đèn này. Nó không thể điều chỉnh được cái độ cao của đầu đèn này. Và cái nhược điểm cuối cùng mà mình nhận thấy ở trên cây đèn này đó là cái pin của nó tích hợp ở cả thân đèn và đầu đèn. Thì nói chung pin tích hợp thì chúng ta sẽ khó có thể chủ động thay thế cũng như là dự trữ thêm pin cho nó khi mà chúng ta đi ra ngoài, hoặc là sau một thời gian sử dụng pin nó bị chai chẳng hạn thì chúng ta không thể tự thay thế được mà sẽ phải mang ra đại lý chính hãng để xử lý. Đây cũng là một trong những cái lý do mà anh em nên mua đồ chính hãng, bởi vì những cái đồ điện tử này thì nó sẽ luôn luôn tiềm ẩn một cái tỷ lệ lỗi nào đó trong một cái lô hàng, nên là chúng ta mua hàng chính hãng là vừa an tâm khi mà chúng ta mua về mà cũng vừa an tâm trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng luôn. Tổng kết thì đây là một chiếc đèn có chất lượng rất là tốt, thiết kế đẹp mắt, tính ứng dụng cao này, cách thể hiện rất là chuyên nghiệp, kèm chế độ bảo hành chính hãng cũng rất là dài. Mình thấy nó rất là xứng đáng để anh em mạnh dạn xuống tiền, nâng cấp cho không gian làm việc của mình và trải nghiệm những cái cảm xúc mới do online mang lại. Anh em có thể chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Nếu như anh em cảm thấy cây đèn này nó sẽ phù hợp cho một ai đó mà anh em quen biết thì đừng ngại chia sẻ cái clip này cho người đó. Anh em nhớ subscribe kênh của Chuyên Tactical để đón xem clip review sản phẩm hàng tuần nha. Cảm ơn anh em đã xem clip review. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.